Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Trưởng khu phố bóc trần tính cách vợ diễn viên Kinh Quốc, đại gia nhưng không góp một cách từ thiện. Liên quan đến vụ việc nữ doanh nhân Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà và chị dâu bị cơ quan chức năng bắt tạm giam vì hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Dư luận lại một phen ngỡ ngàng khi đối tượng lại chính là vợ diễn viên truyền hình Kinh Quốc. Khám xét nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu thể hiện việc cho vay nhiều tỷ đồng với lãi suất là 2.000 đến 3.000 đồng mỗi triệu một ngày, thu lợi bất chính hơn 106 triệu đồng. Trước khi vướng vào vòng lao lý, đôi vợ chồng có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt nữ đại gia này cũng là cái tên khét tiếng trên thương trường với hàng loạt dự án bất động sản, biệt thự triệu đô tại thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Riêng khoản tàu hàng hiệu, siêu xe thì bà Trà cũng không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân showbiz nào. Cách đây không lâu, diễn viên phim Hướng Nghiệp và vợ đại gia vừa tậu căn nhà 7 tầng với trị giá là 46 tỷ đồng, nằm ngay mặt tiền quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trái ngược với đời tư hào nhoáng màu mè trên mạng xã hội, theo lời kể từ trưởng khu phố, vợ diễn viên Kinh Quốc ít giao lưu với hàng xóm, thường xuyên đi sáng về tối, đặc biệt không mấy hào hứng với việc hoạt động quyên góp thiện nguyện từ địa phương. Mặc dù là đại gia có tiếng ở vùng, nhưng địa phương từ trước đến nay chưa từng vận động được gia đình này ủng hộ một đồng cát nào. Theo trưởng khu phố nhận định trên báo Đất Việt, nhà của bà Trà nhìn bên ngoài cũng bình thường. Ngôi nhà được thiết kế một trệt hai lầu, nhưng khi vào bên trong đồ đạc khang trang, được trang trí theo phong cách lịch sự. Khi công an kiểm tra bên trong, chỉ niêm phong tài liệu. Thời điểm bà Trà bị bắt, chồng bà ấy là diễn viên cũng không có mặt. Tuy nhiên theo quan sát, khi bị công an đưa lên xe, người phụ nữ này khá thoải mái. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 8 cho biết, bà Trà sống cùng chồng và con ở địa phương, thời gian sống trên địa bàn. Bản thân người phụ nữ này chưa từng một lần quyên góp hay làm từ thiện cho địa phương. Gia đình họ sống khá khép kín và không giao lưu quen biết với ai. Kinh Quốc và Lâm Thị Thu Trà kết hôn vào năm 2016 khi cả hai đều trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Không muốn mang tiếng núp váy vợ, Kinh Quốc bắt đầu kinh doanh và mở công ty riêng. Thời gian gần đây, nam diễn viên lấn sang lĩnh vực YouTube. Hiện Kinh Quốc vẫn giữ im lặng và chưa có phát ngôn nào chính thức. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.